Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh TITV nha. Chúng ta đang học về lập trình Python và đây là bài số 4. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái việc là làm sao để xuất được dữ liệu và cái câu lệnh mà chúng ta sẽ sử dụng là câu lệnh print các bạn nhé. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bài ngày hôm nay luôn. Các bạn nhớ lại giúp mình một chút xíu, trong những cái video trước mình có nói về cái việc đó là những cái thao tác trong cái quá trình lập trình đó, thì thông thường nó sẽ gom lại thành một trong những cái nhóm. Thứ nhất là nhóm nhập dữ liệu, thứ hai là nhóm xử lý dữ liệu, và thứ ba là nhóm xuất dữ liệu ra. Thế thì cái cú pháp print á, nó sẽ giúp cho chúng ta xuất dữ liệu ra. Thế tại sao chúng ta lại học thằng print trước mà chúng ta không 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 học nhập hay là xử lý trước? Thì thực ra là đối với những bạn và những người mà chúng ta mới vừa học lập trình á, thì chúng ta cần phải trực quan, tức là chúng ta phải nhìn được cái kết quả. Thì câu lệnh print này rất là quan trọng. Chúng ta cần thấy được cái chương trình đó, nó hoạt động xong thì kết quả nó sẽ như thế nào. Rồi trong những bài tiếp theo thì chúng ta sẽ lại học là nhập dữ liệu vô như thế nào, rồi xử lý nó như thế nào. Tuy nhiên cái vấn đề xuất dữ liệu ra thì chúng ta sẽ học đầu tiên. Thế thì ở trong Python nó có một cái câu lệnh để giúp cho chúng ta có thể xuất dữ liệu ra. Xuất dữ liệu ra cả cửa sổ console, nghĩa là cửa sổ đen đen mà các bạn hay thấy đó, hoặc là các bạn xuất dữ liệu ra những cái tập tin, thì nó có một câu lệnh rất hay, đó là câu lệnh bring. Thế thì câu lệnh bring như nè, nó có cái cú pháp hay còn gọi là cái cấu trúc như sau. Thứ nhất là nó sẽ nhận vô những cái đối tượng, thứ hai là những cái ngăn cách, thứ ba là cái kết thúc, thứ tư là tên file, và cuối cùng là cái việc là đẩy dữ liệu đi. Thế thì cái tất cả những thằng này nó có thể có đầy đủ hoặc là không có thằng nào hết, hoặc là nó bị thiếu vắng đi một vài thằng, ví dụ như là nó chỉ có phần thằng là object thôi, hoặc là nó có object và separator, hoặc là có object và end, vân vân, tức là hoàn toàn những cái này là option, được chưa? Trong video clip này thì mình xin phép giới thiệu với các bạn cái phần đầu thôi, đó là cái phần chúng ta sử dụng câu lệnh print để chúng ta in ấn ra được cái cửa sổ console. Còn cái phần mà xuất ra cái dữ liệu, cái tập tin đó, thì chúng ta sẽ có một cái bài khác để chúng ta nghiên cứu về cái file, về cách làm việc file, mở cái file ra, đọc file rồi ghi dữ liệu xuống file như thế nào, thì mình xin giới thiệu với các bạn trong một cái video clip khác nhé. Trong cái video clip này thì chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh print để chúng ta nhìn thấy được cái kết quả khi mà chương trình của chúng ta nó chạy như thế nào. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở cái Anaconda lên, các bạn mở lên giúp mình nhé. Trong video clip đầu tiên thì chúng ta đã cài đặt cái này thành công rồi đúng không? Rồi sau đó các bạn có thể mở Jupyter hoặc là các bạn mở Spider lên. Mình thì sử dụng Spider để cho nó dễ dàng phóng to thu nhỏ code đó, để giúp cho các bạn dễ xem hơn, nó trực quan hơn. Ok. Thế thì mình sẽ tạo ra một cái file mới các bạn nhé. Sau khi chúng ta mở được Spider lên thì các bạn sẽ click vào cái nút New này, chúng ta tạo ra một cái tập tin mới. Đây chưa? Đó. Rồi, trong cái tập tin này thì mình sẽ nói về cái gì? Đó là video số 4, code của video số 4. Đó, mình có thể nội dung video số 4 ha. Đó. Rồi. Giới thiệu câu lệnh print thì các bạn nên code như thế này, để, xin lỗi, các bạn nên ghi chú như thế này để giúp cho chúng ta có thể là hiểu được những cái đoạn code của mình sau khi mà chúng ta sử dụng sau một khoảng thời gian. Rồi đầu tiên á, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn câu lệnh print mà nó sẽ không chứa cái gì hết. Này các bạn tự nha, đây mình sẽ các loại nè, các loại print, thì bây giờ mình có thể print như thế này mà không chứa bất cứ một cái nội dung gì bên trong. Nghĩa là rõ ràng các cú pháp đó, câu lệnh print nó có rất nhiều thành phần bên trong đúng không? Nhưng mình có thể in như thế này, không có gì cả, vẫn được bình thường như các bạn. Đây mình chạy cho các bạn xem. Đây, nó có ra một cái dòng nhưng mà dòng này nó không có gì hết. Rồi, sau đó thì các bạn có thể đưa vào bên trong nó những cái đối tượng. Ví dụ như là mình có thể print như thế này, print ra một con số 5 nè. Hoặc là mình có thể print ra một cái chuỗi hello, hello world. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Đó, mình có thể in ra thử một con số 5 hoặc là cái chữ Hello World như thế này. Đây mình print cho các bạn xem nhé.
Đây, thấy không? Nó in ra màn hình cho mình được con số 5 ở đây. Các bạn nhớ nhé, trong bài này thì chúng ta chỉ in ra cửa sổ console thôi. Các bạn chạy trên Jupyter cũng được, các bạn chạy trong cửa, trong Spider hay là trong PyCharm cũng được, thì nó sẽ in ra cửa sổ console như thế này. Đây có chữ Hello World nè, các bạn thấy chưa? Rồi, ok. Rồi, các bạn có thể là, đây nó còn nhiều cái tình huống khác nhau nha các bạn. Nếu như các bạn muốn in nhiều, các bạn gõ một trên một dòng thôi thì các bạn có thể ngăn cách nó bởi cái dấu chấm phẩy. Cái dấu chấm phẩy nó không cần thiết khi mà các bạn tự enter xuống dòng á. Ví dụ như thế này, các bạn enter xuống dòng thế này thì nó sẽ không cần thiết. Nhưng mà khi các bạn viết nó trên một dòng như thế này thì nó sẽ hiểu đây, à đây là câu lệnh đầu tiên và đây là câu lệnh số 2, thì các bạn có thể chấm phẩy nó như thế này để giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng gõ nhiều câu lệnh print cùng dòng. Đây mình run là các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy không? Đây 5 Hello World rồi 6 Hello World đây. Đó, thì nó sẽ, đây là hai câu lệnh khác nhau, hai câu lệnh khác nhau nằm trên cùng một dòng. Ok, rồi, đó là một cái tình huống nữa. Các bạn có thể sử dụng câu lệnh print mà truyền vô nhiều cái dữ liệu khác nhau. Ví dụ nữa các bạn nhìn nhìn thử giúp mình nhé. Mình có thể print như thế này. Này. Thông thường á những cái ngôn ngữ lập trình khác á, thì khi print á, thì các bạn chỉ có thể là nhận vô một cái object thôi. Nhưng mà ở đây á, thì mình sẽ có thể print như thế này á. Xin nè, chào nè, đó. Rồi. TITV. Thì các bạn thấy lúc này nè. Mình truyền vô nhiều cái, xin lỗi. Mình truyền vô nhiều cái dữ liệu để các bạn có thể in ra được, đúng không? Ở đây này mình có thể là 1 2 3 4 này, các bạn thấy không? Mình vừa là test là mình vừa là con số. Thì bây giờ mình run thử cho các bạn xem cái kết quả chương trình như thế nào. Đây, xin chào TITV 1 2 3 4. Nghĩa là khi mà mình truyền vào nhiều đối tượng cùng một lúc á các bạn, thì nó sẽ ngăn cách với nhau bằng những cái khoảng trắng. Rồi, đôi lúc là các bạn muốn muốn những cái thằng này nè mà nó ngăn cách với nhau mà không phải ngăn cách bằng cái khoảng trắng mà ngăn cách bằng một cái ký hiệu khác, thì các bạn làm như thế nào? Thì các bạn sẽ bỏ vô cho mình cái chữ là separator, viết tắt là bà SEP đó ha. Rồi mình sẽ cho nó là dấu phẩy đi, các bạn nhìn nha các bạn nhé. Đây mình sẽ cho là xin chào TITV 1234, nhưng bây giờ mình không muốn mặc định của nó là khoảng trắng nữa mà nó là dấu phẩy, thì các bạn sẽ nhìn kết quả giúp mình nha. Đây các bạn thấy không, xin chào TITV 1234, nó có những cái dấu phẩy ngăn cách những cái kết quả này, các bạn hiểu kịp không ạ? À, rồi ok. Ở đây còn một vài cái ví dụ nữa, ví dụ như là mình có hai câu lệnh print như thế này, các bạn để ý giúp mình nhé. Nếu trong cái tình huống này nè, các bạn để ý giúp mình nha, mình không có cái chữ n ở đây, mình không có chữ n ở đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái kết quả của hai thằng này nó sẽ như thế nào nha. Đó là nó, à, xin lỗi, ở đây là nó báo lỗi vì mình thiếu một cái dấu nháy. Các bạn sử dụng nháy kép, nháy đơn cũng được ha. Thông thường thì mình thấy người ta sử dụng tùy thôi, tùy theo cái việc mà thói quen các bạn lập trình đó. Ở đây là xin chào nè, ở đây là TITV nè, các bạn thấy không, nó xuống dòng. Nhưng khi mà mình sửa cái chữ này là cái là mình nói rằng kết thúc câu lệnh của mình á, nó không phải là cái dấu xuống dòng mà mình muốn kết thúc một câu lệnh khác. Ví dụ như là xin chào, xong rồi cái mình cho ở đây nó là cái chữ là nd bằng cái dấu hai chấm như thế này, thì các bạn sẽ thấy nó là xin chào. Đây nhìn nhé, xin chào hai chấm TITV, nghĩa là nó không xuống dòng nữa mà nó kết thúc á. N là nd là kết thúc đúng không, là cuối á, là the end là hay là kết thúc đó, thì nó sẽ kết thúc bằng cái dấu hai chấm. Các bạn có hiểu kịp không ạ? Đó rất là dễ đúng không các bạn? Rồi ok. Từ từ nha, mình sẽ nói lại với các bạn một chút nè. Cái hàm print á, thì nó sẽ không có gì cũng được nè, hoặc nó nhận vô bất cứ thứ gì nó cũng được in ra màn hình cho các bạn được hết. Rồi các bạn có thể viết nhiều câu lệnh print trên một dòng, được chưa? Rồi các bạn có thể là truyền vô nhiều cái dữ liệu cùng một lúc như thế này thì nó cũng sẽ in ra và nó sẽ tự động ngăn cách bằng các khoảng trắng. Còn như khi mà các bạn truyền vào nhiều dữ liệu cùng một lúc á, sau đó các bạn có chữ là separator đó, là SEP đó, ba cái chữ này á, các bạn bằng một cái ký hiệu nào đó thì nó sẽ ngăn cách các cái giá trị của bạn bằng cái ký hiệu đó. Rồi các bạn cũng có thể là thêm cái chữ end vào để nó thay là cái việc là xuống dòng, thì nó sẽ là kết thúc bằng một cái dấu nào đó, bằng một cái ký hiệu nào đó. Đó mình trình lại một lần nữa các bạn xem nhé. Xin chào hai chấm TITV thì nó sẽ không xuống dòng nữa mà nó kết thúc bằng cái dấu hai chấm như thế này. Ok.
Rồi, hôm nay còn một cái vấn đề nữa mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Thì thật ra cái này á, thì nó sẽ có trong cái phần là xử lý chuỗi. Tuy nhiên là mình sẽ muốn giới thiệu với các bạn luôn. Đó là khi mà chúng ta muốn bring theo cái dạng là truyền cái dữ liệu vào. Thì tại vì mình biết rằng các bạn học C á, thì các bạn hay có câu lệnh là bring rồi phần trăm D, phần trăm F đúng không? Thì trong 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 Python á, nó sẽ có cái dạng như sau. Là các bạn sẽ viết một cái đoạn test. Sau đó những cái chỗ nào mà các bạn muốn điền dữ liệu vào á, các bạn thấy nè ha, đây mình sẽ sửa lại cho các bạn xem, cái này sửa lại tiếng Việt đi ha, rồi tên nè, đó. Thì ở đây nè các bạn sẽ truyền cho mình một cái cặp ngoặc nhọn vào đây, một cái cặp ngoặc nhọn vào trong cái test này, mình đánh dấu này là vị trí số 0, rồi ở đây ví dụ đây là họ đi ha, thì ở đây mình có một cái cặp ngoặc nhọn như thế này, thì ở đây mình có thể truyền vào đây là vị trí số 1, các bạn hiểu kịp không ạ? Sau đó mình lấy nguyên cái string này nè, nguyên cái test này nè, mình chấm format. Rồi sau đó mình truyền vô hai cái giá trị TITV và VN. Thì cái chữ TITV á, tí xíu á, nó sẽ nhảy vô cái chỗ số 0 này. Và chữ VN thì nó nhảy vô số 1 này. Trong bài này thì các bạn thấy là nó thật sự là nó chưa cần thiết lắm đúng không? Nhưng sau này á, cái chỗ TITV và VN á, nó sẽ được đưa vào bằng một cái giá trị bất kỳ thông qua cái việc là chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc là thông qua những cái biến mà chúng ta xử lý. Đây mình run thử cho các bạn xem nhé. Đây. À, thấy không? Tên bằng TITV, họ là bằng VN. Thì thực ra các bạn mà đã từng học C hay học Java rồi thì các bạn sẽ nhớ là có một cái hàm phần trăm D gì đó đúng không? Đó. Rồi ở đây là X gì đó. Thì cái cách mà trong Python nó làm á, thì các bạn có thể sử dụng một cái cặp ngoặc nhọn như thế này. Đây là cái kiểu mới nhất nha các bạn. Đây là new style luôn á, là tại thời điểm mà mình làm video clip này cho các bạn là mình đã cập nhật lại cái cách mới nhất để chúng ta có thể đưa dữ liệu vào như thế này, là các bạn cứ sử dụng chấm format như thế này thôi, rất là đơn giản, rất là dễ. Ok, như vậy bài hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn được cái câu lệnh đầu tiên trong lập trình Python, đó là câu lệnh bring. Mục tiêu của bring là xuất dữ liệu ra màn hình giúp cho các bạn có thể đọc được những cái dữ liệu này. Ngoài ra thì bring nó cũng sẽ đưa được dữ liệu xuống file. Nhưng cái phần đó thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trong một cái chuỗi bài khác, trong một cái bài khác. Và bring thì nó có nhiều cái dạng, có thể là không có dữ liệu, không có cái gì hết, hoặc là nhận vô object, hoặc là thêm một số cái thông tin ở đây nữa. Thì các bạn nhìn vào giúp mình. Đó là cái cú pháp ở đây nè. Các bạn chịu khó xem lại nhé. Đó, ok. Rồi, xem xong bài hôm nay thì các bạn hãy gõ lại những câu lệnh này giúp mình nhé, để các bạn hiểu được, hiểu một cách sâu sắc và hiểu và nhớ nó luôn nha các bạn. Đừng cởi ngựa xem hoa nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn phải là người code với mình. Ok, nhớ comment xuống video clip này việc các bạn đã có xong chưa nhé. Rồi nhớ like, nhớ chia sẻ video, đăng ký kênh. Rất là mong sẽ gặp lại các bạn trong bài số 5. Trong bài đó thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số kiến thức mới liên quan với kiểu dữ liệu cũng như là biến ở trong cái xin lỗi là những cái biến ở trong cái lập trình Python. Ok, hẹn gặp lại các bạn.